Phương chào cả lớp. Cô Phương chào cô ạ. Trong buổi học ngày hôm nay, cô Phương sẽ chia lớp mình thành 4 nhóm. Bắt đầu. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Thực sự là với cái tiết toán học trong vườn ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là thích thú. Chúng ta đều muốn toán học trở nên thú vị và có ý nghĩa hơn với trẻ con. Hãy mang những kiến thức toán học ở ngoài cuộc sống hàng ngày đến với trẻ bằng cách là áp dụng cái phương pháp toán học trong vườn. Nó sẽ mang lại hiệu quả rất lớn đối với đối tượng học sinh của bạn. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học. Chào mừng chúng mình đã đến với tiết học toán ngày hôm nay. Đầu tiên, bạn nào có thể với mong muốn mang bộ môn toán đến gần hơn với trẻ, cô giáo đã quyết định lựa chọn hoạt động toán học trong vườn để áp dụng với lớp học ngày hôm nay. Mở đầu tiết học, cô giáo đang phổ biến các quy định và luật chơi ngày hôm nay cho các em học sinh. Còn quy ước cuối cùng thì sao ạ? Rất tốt ạ. Trong buổi học ngày hôm nay, cô Phương sẽ chia lớp mình thành 4 nhóm và đặt tên 4 nhóm theo 4 hình sau đây. Bây giờ cô Phương sẽ tặng cho mỗi bạn một hình ngẫu nhiên. Nhiệm vụ của con đấy là quan sát hình mà mình có trên tay này và những hình có trên mặt đất. Khi mà có hiệu lệnh chuông lắc thì các con hãy nhanh chóng di chuyển về ghế của nhóm mình nhé. Cả lớp đã rõ chưa ạ? Bắt đầu di chuyển. Cô giáo cho các em chia nhóm, qua đó thì ôn lại được cái kiến thức của hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật, thì các em cũng đã cảm thấy là được di chuyển, được vận động và được trở về với cái nhóm của mình một cách tự nhiên. For a 6-year-old child, mathematics is not a very easy subject. Developing your early numeracy skills, those foundational skills, is really a big leap to take. And so we want to connect what we are offering, what we are learning, the mathematical concepts, to the real life of a child. By going into the garden, you do that. You really have everything to discover there. And the numbers, the mathematical concepts are all around us. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng đến với hoạt động đầu tiên để khởi động tiết học thật là thú vị. Chúng mình sẽ chơi một trò chơi có tên là kết chùm. Trò chơi thứ nhất có tên gọi là kết chùm. Khi cô giáo hô kết chùm, học sinh sẽ hỏi lại chùm mấy, sau đó cô sẽ hô số lượng kết chùm cho học sinh để các em tìm nhóm kết thành chùm 2, chùm 3, đúng với số lượng cô giáo đã đưa ra. Nào mời cả lớp sẵn sàng đứng dậy. Kết chùm, kết chùm. Tiếp tục, kết chùm, kết chùm. Với hoạt động kết chùm, cô giáo đã khéo léo ôn tập lại cho học sinh của mình về số đếm mà các em đã được học. Có thể thấy, với không gian sân vườn, học sinh rất thoải mái và tích cực tham gia các hoạt động mà cô giáo đưa ra. Nào chùm 4, đi tìm các bạn, đi tìm các bạn. Khi mà đưa toán học trong vườn đến với các bạn nhỏ, thì các bạn ấy sẽ có cái cơ hội hoạt động trải nghiệm này, kết nối với cái đời sống thường ngày. Vì thế là các bạn sẽ nhớ sâu hơn, bởi vì khi mà trẻ con sử dụng tất cả các giác quan trong học tập ấy, thì các bạn sẽ có ấn tượng lưu giữ, ghi nhớ một cách rất là tốt. Và để tiếp tục ôn tập về những kỹ năng khác của các số trong phạm vi 10, chúng mình sẽ đến với hoạt động thứ hai, hoạt động được mong chờ nhất trong buổi học ngày hôm nay, đó là thu hoạch đậu. Các bạn ấy rất là tò mò, sao lại mình lại ra vườn học để làm gì nhỉ? Thì khi các bạn ấy cảm thấy tò mò thì phần nào là các bạn ấy sẽ tập trung hơn vào bài học này, và các bạn ấy sẽ lắng nghe tốt hơn này, và các bạn ấy sẽ rất là tích cực tham gia. Trên tay cô Phương là một cành đậu này.
À, một quả màu xanh còn tươi và một quả màu nâu đã khô và già. Nhiệm vụ của các con đó là hãy thu hoạch giúp các bạn câu lạc bộ làm vườn những quả mà có màu nâu này. Bởi vì các bạn ấy sẽ sử dụng những hạt của quả màu nâu này để gieo trồng những cây đậu mới. Vì thế nên khi thu hoạch chúng ta sẽ chỉ hái quả màu nâu. Các con quan sát cô Phương cầm kéo và cắt vào phần trên cuống của quả đậu như thế này ạ. Luật chơi của trò chơi thi chạy tiếp sức thu hoạch quả đậu như sau. Các nhóm sẽ có một thời gian nhất định để hoàn thành. Bạn thứ nhất sau khi nghe hiệu lệnh sẽ chạy lên thu hoạch những quả đậu màu nâu cho vào rổ. Rồi sau đó chạy về đập tay với bạn tiếp theo để bạn đó chạy lên thu hoạch tiếp. Cứ lần lượt như vậy cho đến khi có hiệu lệnh hết giờ từ cô giáo. Như vậy, bốn đội sẽ thi xem đội nào thu hoạch được nhiều đậu nhất. Lớp học này các bạn học sinh rất hào hứng nhưng cũng rất là tuân thủ cái luật chơi. Đó là các bạn ấy lần lượt hết bạn thứ nhất lên hai đỗ, quay trở về đặt cái quả đỗ và cái kéo vào cái rổ rồi thì đến bạn thứ hai mới tiếp tục lên. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái thứ rèn được cho các em học sinh những cái nền nếp nào đó. Các bạn sẽ phát triển được nhiều những cái kỹ năng, những cái năng lực hơn. Ví dụ là phát triển về cảm xúc, các bạn làm việc nhóm, tương tác nhóm, hay là phát triển về những cái khả năng vận động. Các con phải tự đưa ra cái quyết định cho bản thân mình khi mà tham gia một cái nhiệm vụ nào đấy. What the teacher wants to do is to really help the children count in the real world. Now, it's a start and it's a good start. And then building on that, the teacher can then maybe go into comparison of numbers. They can look at what is the more, what is less, what is the highest, who found the most. They can start comparing with each other. And so they can start doing more with the numbers that are being on. Cô giáo thông qua hoạt động tổng kết đếm số lượng đậu thu hoạch được để ôn tập lại các số từ 1 đến 10 cho học sinh. Các em học sinh học toán nhưng lại như đang được chơi. Có thể thấy đây chính là lợi ích nổi bật mà phương pháp học thông qua chơi mang lại. Cô mời Huyên Khang. Con thưa cô là đội chỉ có riêng một đội là số 9, còn 3 đội là 10 quả đậu. Đúng rồi, cảm ơn. Đội tam giác ít, bây giờ đội tam giác chỉ tăng nữa là được, nhưng mà không tăng nữa là hết rồi. Cảm ơn Huyên Khang. Con cảm thấy tiết học hôm nay rất là vui. Tại vì là lần đầu tiên con được học của vườn. Mệt một tí thôi nhưng mà cũng không sao, con vẫn thích. Vui ạ. Con thấy vui ạ. Con thấy rất là vui ạ. When you start going into the garden with your mats, you can, as a teacher, take a step back. You can trust the children to work on an assignment. You can give them a clear instruction, an assignment with a worksheet. Also, make sure that every part of the assignment is about making things meaningful. It's about connecting what you find outside in nature, in real life, with the mathematical concept that you're focusing on. For example, you could look at measuring. You could look at measuring weight, measuring length. You could look at comparing different sizes in the garden. You can discover patterns around you, in the flowers, for example. Để tiếp tục ôn tập về cách nhận biết và biểu diễn số lượng trong phạm vi 10 thì chúng mình sẽ cùng chuyển đến hoạt động cuối cùng, đó là tinh mắt nhanh tay. Hoạt động thứ 3 trong hôm nay có tên là tinh mắt nhanh tay. Các học sinh sẽ đi quan sát khu vườn của mình để tìm ra những nhóm đồ vật có số lượng giống với số lượng quả đậu mà nhóm mình đã thu hoạch được và sau đó vẽ lại nó.
điểm của học thông qua chơi được thể hiện rất rõ ràng trong tiết học toán học trong vườn ngày hôm nay. Với một không gian mở, không gian của thiên nhiên thì sự vui vẻ được thể hiện rất rõ trên gương mặt trẻ. Có rất nhiều hoạt động giúp các em tương tác với nhau và các em đã tham gia một cách tích cực. Trẻ được quan sát, được vẽ lại, phát huy khả năng sáng tạo, giúp trẻ có được nhiều thử nghiệm và cũng đầy ý nghĩa. Những lưu ý khi sử dụng hoạt động toán học trong vườn. Tên của hoạt động là toán học trong vườn, nhưng không nhất thiết phải ở trong vườn, mà ở bất kỳ không gian mở nào xung quanh ta đều có thể áp dụng. Không nên sử dụng toán học trong vườn một cách khiên cưỡng, nên tìm những bài học có nội dung và mục tiêu phù hợp để tổ chức. Khi tìm vật liệu, đặt ra vấn đề, tìm những tình huống, lựa chọn hoạt động, cần phải cân nhắc thật kỹ để bài học thật sự có sự kết nối với không gian tổ chức và nội dung môn học. As a teacher, when you implement an activity like this, you want to mainly be concerned about the child and the child's learning. Is the child going to be really challenged by this activity? Are you offering enough layers of challenge in your activity? And are you connecting those challenges to the discovery, to what they can find around them? One way to do it is to offer open activities that allow children to try and to try out again and to discuss with each other. The activity itself can trigger children to find out, for example, how long is the garden, and then find out where is the middle point. Their brain really needs to work to come to new insights as they discover and explore the mathematical concepts. Cô sẽ mời một bạn của nhóm hình vuông báo cáo giúp cô là con đã tìm được nhóm đồ vật nào nhá. À, bạn Minh Châu sẽ giơ lên cho cả lớp cùng đếm xem. Với hoạt động cuối cùng là tổng kết lớp học, trẻ lại một lần nữa được ôn luyện lại các số từ 1 đến 10. Và chắc chắn trẻ sẽ ghi nhớ rất sâu kiến thức sau khi học xong lớp học này. Wow, 10 quả đỗ, bạn ý đã tìm luôn ở trong giỏ của cô Phương 10 quả đỗ. Hôm nay con đếm số 10 và số 9 ạ. Đếm số và biết số. Nếu mà mình tìm được 10 cái thì mình vẽ. Sân trường thì mình mới tính, còn chẳng hạn là ví dụ ở ngoài kia thì không tính. Con thích giảng hà. Toán học là một phần của đời sống thường ngày. Thông qua những trải nghiệm đời sống thú vị, toán học trở nên có ý nghĩa hơn, giúp cho các học sinh tham gia một cách chủ động hơn. Thông qua học mà chơi, chơi mà học, trẻ sẽ được phát triển các kỹ năng một cách toàn diện như các kỹ năng thể chất, nhận thức, xã hội, cảm xúc, sáng tạo và cách các kỹ năng đó bổ sung và tương tác lẫn nhau trong tương lai. Tôi nghĩ là tôi sẽ cần phải làm kỹ hơn ở phần chuẩn bị vật liệu và lựa chọn hoạt động động và hoạt động tĩnh trong giờ học để các bạn ấy sẽ có thể giữ được cái năng lượng tốt hơn, thì các con sẽ rất là nhanh thấm mệt ở trong cái môi trường không gian mở như thế này. Tôi nghĩ là với cái hoạt động toán học trong vườn có thể áp dụng được ở các điều kiện nhà trường khác nhau. Nó không có đòi hỏi hay yêu cầu chúng ta phải quá nhiều thứ cầu kỳ hay là cần phải có các cái điều kiện cơ sở vật chất tối ưu. Toán học hiện hữu ở mọi thứ xung quanh chúng ta. Chúng ta sử dụng toán học mà chúng ta không hề biết. Và chúng tôi cũng muốn trẻ con có thể cảm nhận được cái điều đấy. Tức là con dùng toán mà con không hề nhận ra là con đang dùng toán. Vậy là chúng ta đã thành công rồi. Toán học là một phần của đời sống. Hãy giúp trẻ cảm nhận lấy nó một cách tự nhiên nhất. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học.